Chào bạn nhé. Hôm nay nhà mình về hàng 20.000 cái điện trở 4W, size số 5% và nó là 56 ôm nhé. Đây các bạn nhìn thấy đây là sẽ có 20 cái hộp này, mỗi một hộp là 1.000 cái. Đây điện trở 4W. À, tí nữa về thông tin bạn nào quan tâm thì mình sẽ giơ sau. Đấy, tất cả các cái điện trở trong cái hộp này nó sẽ gọn gàng như này này các bạn này. Vì sao thế? Vì cái số lượng này không phải là hàn tay, hàn chơi chơi lẻ mà cái này sẽ là dùng máy. Máy thì nó gắp các cái con linh kiện này để nó hàn mạch. Cái này thật ra là có khách đặt rồi, mình nhập về một cái là xuất đi luôn. Đấy các bạn này. Điện trở. Đấy các bạn thấy dây chân nó phải đều tăm tắp như này. Thì máy nó gắp nó mới gắp được nha, còn nó mà lệch chân các thứ là thôi rắc rối. Rồi, à quên là chưa xem thông số, thôi mở hộp khác đi. Đây thông số 56 ôm này, 1.000 cái này. À, mình quay buổi tối nhìn nó hơi khó. Size số là 5% và là 1W này. Đấy. Cả điện trở đây. Đây các bạn thấy này, đóng nhìn rất đẹp luôn. Thẳng đây mình mở về gượng gẹ, nó mà lệch một cái thì về máy nó cho vào máy nó kéo thì hơi rắc rối tí. Hàng này tí nữa sẽ đóng để trả khách luôn. Bạn nào quan tâm và có thể là lấy cái số lượng nhiều và thông số theo cái yêu cầu của các bạn có thể liên hệ số mình nhé. Thì đơn vị đã toàn tính theo 1.000 cái thôi. Tại một hộp này nó đều là 1.000 cái này các bạn. Chứ lẻ ra là đến lúc đóng vào máy là đóng không được. Đấy, và đây là số điện thoại của số mình. Các bạn liên hệ số điện thoại này, các bạn Zalo nhé. 0375050734 nhé. Đấy các bạn kết bạn vào Zalo để liên hệ với số mình cũng như là trao đổi các cái thông tin mà các bạn cần. Rồi ok các bạn nhé, cổ đang đau.